Lão già khốn khiếp, năm xưa người đã đánh bại sư phụ của ta, xúc vô chiến giấy của ổng bây giờ liệt một bên, cây lát bây giờ chỉ có đái chứ không làm được gì hết. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ rửa mối nhục kia. Nhóc ác, thích thì bá cái này mà nốc. Được. Thằng điên, lúc này còn mà đặt uống rượu nữa. Trời, đồ uống má vậy là còn chơi tí quyền nữa hả? Ba cái vỏ thất lạc từ lâu rồi, chỉ là dạng gùi mũi thôi. Tiếp chiêu. Đâu có lòng. Má đéo ngờ, tí quyền uống rượu vô đánh ghê thiệt, hay do mình già, sức khỏe đã yếu, ta phải nhận thua thôi. Lão già kia, ngươi đã phục chưa? Lão phụ xin thua. Sư phụ. Ngày thứ hai, lão già khốn khiếp, năm xưa người ta đánh, ê hôm qua quýnh gọi nghe, đụng má hôm qua tôi nhận thua ngõ gàng nghe, sợ chó, hôm qua quýnh rồi nào, hôm qua đang nói chuyện tôi về tôi ngủ rồi biết đâu, chết mẹ chứ này nữa rồi, chuẩn bị tiếp chiêu đi. Mày thấy tao già rồi mày hiếp hoài phải không mày? Ê! Lão già khốn khiếp, ngày hôm nay người đã phục chưa? Dạ bay ba con thua rồi bay. Đủ má quýnh hoài. Con đã trả thù được rồi sư phụ ơi. Ngày thứ ba, lão già khốn khiếp, năm xưa người đã đánh bại sư phụ của ta. Trời ơi đủ mẹ mày ra mày nhậu mày quýnh nó hoài rồi. Đủ tao thua rồi. Nói láo. Vậy thôi bữa nay mày đừng uống rượu đi, rồi mày muốn đấu sao không được chứ. Đủ. Không được, vỏ này phải uống rượu mới được. Nhưng mà mày uống vô đủ mày không nhớ cặt cái vô mày quýnh nó hoài. Đủ má quýnh mặt như cái lồn như thế không. Tao thua rồi mày tha tao đi. Ông bớt diễn đi. Đụng má quýnh hoài vậy, vậy đụng chó đẻ.